Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 18 kẻ nào ở riêng cách tìm điều chính mình ưa thích nó cãi cọ với những sự khôn ngoan thật kẻ ngu muội không ưa thích sự thông sáng nhưng chỉ muốn lòng nó được bày tỏ ra khi kẻ gian ác đến sự khinh bỉ cũng đến nữa và sự sỉ nhục đến với điều nhuốc nha lời nói của miệng loài người là giống như nước sâu nguồn sự khôn ngoan khác nào cái khe nước chảy lấy làm chẳng tốt mà nể vì kẻ ác đặng lường gạt người công bình trong việc xét đoán môi kẻ ngu muội vào cuộc tranh cạnh và miệng nó chiều sự đánh đập miệng kẻ ngu muội là sự bại hoại của nó môi nó vốn một cái bẫy gài linh hồn của nó lời kẻ thèo lẻo như vật thực ngon và nó thấu đến ruột gan. Kẻ thả trôi trong công việc mình cũng là anh em của kẻ phá hại. Danh Đức Giê-hô-va vốn một ngọn tháp kiên cố, kẻ công bình chạy đến đó gặp được nơi ẩn trú cao. Tài vật người giàu, ấy là cái thành kiên cố của người. Trong ý tưởng người cho nó như một bức tường cao trước khi sự bại hoại lòng người vẫn tự cao song sự khiêm nhường đi trước sự tôn trọng trả lời trước khi nghe ấy là sự điên dại và hổ thẹn cho ai làm vậy tâm thần người nâng đỡ sự bệnh hoạn mình nhưng trí bị nao sờn ai chịu sao nổi lòng người khôn khéo được sự tri thức và tai người khôn ngoan tìm kiếm sự hiểu biết của lễ của người nào dẹp đường cho người và dẫn người đến trước mặt kẻ sang trọng. Người tiên cáo nghe như phải lễ, xong bên đằng kia đến bèn tra xét người. Sự bắt thăm, dẹp điều tranh tụng và phân rẽ những kẻ có quyền thế. Một anh em bị mít lòng, lấy làm khó được lòng lại hơn là chiếm thủ cái thành kiên cố. Sự tranh giành giường ấy khác nào những chốt cửa đền. Bụng người sẽ được no nê bông trái của miệng mình, huê lợi môi miệng mình sẽ làm cho người no đủ. Sống chết ở nơi quyền của lưỡi, kẻ ái mộ nó sẽ ăn bông trái của nó. Ai tìm được một người vợ, tức tìm được một điều phước và hưởng được ân điển của Đức Giê-hô-va. Người nghèo dùng lời cầu xin, còn kẻ giàu đáp lại cách sẵn sớm. Người nào được nhiều bằng hữu sẽ làm hại cho mình, nhưng có một bạn chiếu mến hơn anh em ruột. Chương 12 Thế thì, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta. Lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta. Nhìn xem Đức Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời. Vậy, anh em hãy nghĩ đến đấng đã chịu sự đối nghịch của kẻ tội lỗi giường ấy, hầu cho khỏi bị mỏi mệt sờn lòng. Anh em chống trả với tội ác, còn chưa đến nỗi đổ huyết. Lại đã quên lời khuyên anh em như khuyên con rằng, Hỡi con, chớ dễ ngươi sự sửa phạt của chúa và khi chúa trách chớ ngã lòng vì chúa sửa phạt kẻ ngài yêu hễ ai mà ngài nhận làm con thì cho roi cho vọt ví bằng anh em chịu sửa phạt ấy là đức chúa trời đãi anh em như con vì có người nào là con mà cha không sửa phạt nhưng nếu anh em được khỏi sự sửa phạt mà ai nấy cũng phải chịu thì anh em là con ngoại tình chứ không phải con thật cha về phần xác sửa phạt mà chúng ta còn kinh sợ thay huống chi cha về phần hồn chúng ta há chẳng càng nên vâng phục lắm để được sự sống sao và cha về phần xác theo ý mình mà sửa phạt chúng ta tạm thời nhưng đức chúa trời vì ít cho chúng ta mà sửa phạt để khiến chúng ta được dự phần trong sự thánh khiết ngài thật các sự sửa phạt lúc đầu coi như một cớ buồn bã chứ không phải sự vui mừng nhưng về sau sanh ra bông trái công bình và bình an cho những kẻ đã chịu luyện tập như vậy. Vậy, hãy dỡ bàn tay yếu đuối của anh em lên, luôn cả đầu gối lỏng lẻo nữa. Khá làm đường thẳng cho chân anh em theo, hầu cho kẻ nào què khỏi lạc đường mà lại được chữa lành nữa. Hãy cầu sự bình an với mọi người, cùng tìm theo sự nên thánh. Vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Đức Chúa Trời khá coi chừng kẻo có kẻ trật phần ân điển của Đức Chúa Trời. Kẻo rễ đắng châm ra có thể ngăn trở và làm ô uế phần nhiều trong anh em chăng? Hãy coi chừng cho trong anh em chứa có ai gian dâm, cũng đừng có ai khinh lờn như ê sau, chỉ vì một món ăn mà bán quyền con trưởng. Thật vậy, anh em biết rằng đến sau người muốn cha mình chúc phước cho thì lại bị bỏ vì dẫu người khóc lóc cầu xin cũng chẳng đổi được ý cha mình đã định rồi. Anh em chẳng tới gần một hòn núi mà người ta có thể rờ đến được. Cũng chẳng đến gần lửa hừng, hoặc tối tăm hoặc âm ế, hoặc gió dữ, hoặc tiếng loa thổi vang, hoặc tiếng nói kinh khiếp đến nỗi ai nghe, điều này xin đừng nói với mình nữa, vì họ không chịu nổi lời phán này. Dẫu loài thú vật tới gần núi này cũng sẽ bị ném đá. Lại cảnh trạng đó rất kinh khiếp, Đến nỗi Môi-se nói rằng ta thật sợ sệt và run rẩy cả người. Nhưng anh em đã tới gần núi si gần thành của Đức Chúa Trời hằng sống, tức là Jerusalem trên trời, gần muôn vàng thiên sứ nhóm lại, gần hội thánh của những con trưởng được ghi tên trong các tầng trời, gần Đức Chúa Trời là quan án của mọi người, gần các linh hồn người nghĩa được vẹn lành, gần Đức Chúa Giêsu là đấng trung bảo của giao ước mới và gần huyết rưới ra. Huyết đó nói tốt hơn huyết của A bên vậy. Anh em hãy giữ, chớ từ chối đấng phán cùng mình. Vì nếu những kẻ kia cự đấng truyền lời báo cáo ở dưới đất còn không tránh khỏi thay, huống chi chúng ta nếu cự đấng truyền lời báo cáo từ trên trời thì càng không tránh khỏi được. Tiếng đấng ấy bây giờ rúng động cả đất. Hiện nay phán hứa rằng còn một lần nữa, ta sẽ chẳng những rúng động đất mà thôi, nhưng cũng rúng động trời nữa. Và trong những chữ còn một lần nữa, tỏ ra rằng các vật hay bị rúng động vì là những vật đã chịu dựng nên sẽ bị cất đi, hầu cho những vật không hề rúng động được còn lại. Như vậy, vì chúng ta có phần trong một nước không hay rúng động, nên hãy cảm ơn, hầu cho lấy lòng kính sợ hầu việc Đức Chúa Trời một cách đẹp lòng Ngài vì Đức Chúa Trời chúng ta là đám lửa hay thiêu đốt. Chương 13 Này, mắt ta đã thấy các điều đó, tai ta có nghe và hiểu đến. Điều gì các ngươi biết, ta cũng biết với, ta chẳng kém hơn các ngươi đâu. Xong, ta muốn thưa với đấng toàn năng, ước ao biện luận cùng Đức Chúa Trời. Còn các ngươi là kẻ đúc rèn lời dối trá, thấy đều là thầy thuốc không ra gì hết. Chớ chi các ngươi nín lặng, đó sẽ là sự khôn ngoan của các ngươi. Vậy, hãy nghe lời biện luận ta, khá chăm chỉ về lẽ đối nại của miệng ta. Có phải các ngươi dám nói lời bất công với Đức Chúa Trời chăng? Các ngươi há sẽ nói điều dối trá vì Ngài sao? Các ngươi há muốn tây vị Đức Chúa Trời và cãi lẽ cho Ngài sao? nếu ngài dò xét lòng các ngươi các ngươi vừa ý điều đó sao các ngươi há muốn phỉnh gạt ngài như phỉnh gạt loài người sao quả thật ngài sẽ trách phạt các ngươi nếu các ngươi lén tây vị người chớ thì sự oai nghi ngài sẽ chẳng khiến các ngươi bối rối sao sự hoảng kinh ngài há sẽ chẳng dán trên các ngươi ư châm ngôn của các ngươi chỉ như châm ngôn cho bụi. Những thành lũy của các ngươi thật là thành lũy buồn đất. Vậy, hãy nín đi, khá lìa khỏi ta, để ta biện luận. Mặc dầu xảy đến cho ta điều gì? Cớ sao ta lấy răng cắn thịt mình và liều sinh mạng mình? Dẫu Chúa giết ta, ta cũng còn nhờ cậy nơi Ngài. Nhưng ta sẽ binh vực tánh hạnh ta trước mặt Ngài chính điều đó sẽ là sự cứu rỗi ta vì một kẻ vô đạo chẳng được đến trước mặt chúa hãy nghe kỹ càng các lời ta lời trần cáo ta khá lọt vào tai các ngươi kìa ta đã bày tỏ việc cáo tụng ta ta biết ta sẽ được xưng công bình có ai sẽ tranh luận với ta chăng ví bằng ta nín lặng quả ta tắt hơi có hai điều cầu xin chúa chớ làm cho tôi thì tôi sẽ không ẩn mình tôi khỏi mặt chúa xin chúa rút tay chúa khỏi mình tôi và sự hoảng kinh của chúa chớ làm bối rối tôi nữa đoạn hãy gọi tôi tôi sẽ thưa lại hoặc tôi nói thì chúa sẽ trả lời cho tôi số gian ác và tội lỗi tôi bao nhiêu cầu chúa cho tôi biết sự phạm luật và tội lỗi tôi nhưng sao chúa giấu mặt chúa và cầm bàn tôi là kẻ cừu địch Chúa. Chúa há muốn khiến kinh hải chiếc lá bị gió đưa đi và đuổi theo cọng rạ khô sao? Vì Chúa làm cho tôi bị điều cay đắng và khiến cho tôi gánh các tội ác phạm lúc thanh niên. Đặt chân tôi trong xiền tỏa, xét các đường lối tôi và ghi ranh hạng chung quanh bước chân tôi. Còn tôi bị bể nát ra như vật mục, như một cái áo bị sâu cắn nát vậy chương 14 Loài người bởi người nữ sinh ra, sống tạm ít ngày, bị đầy giấy sự khốn khổ. Người sinh ra như cỏ hoa rồi bị phát, người chạy qua như bóng không ở lâu dài. Dầu vậy, Chúa còn để mắt trên người giường ấy và khiến tôi đến chịu Chúa xét đoán sao? Ai có thể từ sự ô uế mà lấy ra được điều thanh sạch? Chẳng một ai nếu các ngày của loài người đã định rồi, nếu số tháng người ở nơi Chúa và Chúa đã định giới hạn cho người mà người không qua khỏi được, thì xin Chúa hãy xây mắt Ngài khỏi người để người đặng yên nghỉ cho đến khi mãn Ngài mình như kẻ làm mướn vậy. Vì cây cối dẫu bị đốn còn trông cậy sẽ còn mọc lên nữa, không thôi nứt chồi. Dẫu rễ nó già dưới đất, thân nó chết trong bụi cát, Vừa có hơi nước nó sẽ mọc chồi và đâm nhành như một cây tơ. Nhưng loài người chết thì nằm tại đó. Loài người tắt hơi thì đã đi đâu? Nước hồ chảy mất đi, sông cạn và khô. Cũng vậy, loài người nằm rồi không hề trỗi dậy. Người chẳng hề thức dậy cho đến khi không còn các từng trời và chẳng ai sẽ khiến cho người tỉnh lại khỏi giấc ngủ mình. Ôi, chớ gì Chúa giấu tôi nơi âm phủ che khuất tôi cho đến khi cơn giận Chúa đã nguôi, định cho tôi một kỳ hẹn, đoạn nhớ lại tôi. Nếu loài người chết, có được sống lại chăng? Trọn ngày giặt giả tôi, tôi đợi chờ, cho đến chừng tôi được buông thả. Chúa sẽ gọi, tôi sẽ thưa lại, Chúa sẽ đói đến công việc của tay Chúa. Nhưng bây giờ, Chúa đếm các bước tôi. Chúa há chẳng xem xét các tội lỗi tôi sao? các tội phạm tôi bị niêm trong một cái túi và chúa có thắt các sự gian ác tôi lại Xong, núi lở tan thành ra bụi và hòn đá bị nhắc dời khỏi chỗ nó nước là mòn đá luộc trôi bụi đất cũng một thể ý chúa hủy sự hy vọng của loài người chúa hãm đánh và thắng hơn loài người luôn đoạn nó đi qua mất chúa đổi sắc mặt nó và đuổi nó đi các con trai người được tôn trọng, còn người nào biết đến. Chúng bị hạ xuống nhưng người cũng chẳng để ý vào. Thịt người chỉ đau đớn vì một mình người và linh hồn người chỉ buồn rầu vì chính mình người mà thôi. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con, thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới ngày ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Quý thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như. Ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, mất bình, bè đảng, ganh gồ, say xưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng ngài ra khỏi con ngay giờ này, bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt ngài. Con nguyện thánh linh đức chúa trời đổ đầy, đầy dẫy con chúa ơi, những bông trái của thánh linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhị nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi đức chúa trời toàn năng, và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi ngài. Và con thành kính dâng lên cha lời cầu nguyện, trong danh chúa Giê-xu quýt. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.